Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhà Việt Nam. Trước đây khi mà mỗi lần bạn bè mình rủ mình chơi game ấy thì tất nhiên mình luôn luôn lấy cái chiếc máy mà mình đang sử dụng ra để có thể chơi, đó chính là chiếc iPhone X. Nhưng mà gần đây khi mà bạn bè mình rủ mình chơi game thì mình sẽ chuyển sang một chiếc máy khác, một thiết bị khác mang lại cho mình những trải nghiệm chơi game nó tốt hơn, thì đó chính là chiếc Black Shark 2. Vậy thì với chiếc Black Shark 2 này nó có những gì thú vị và cũng như là nó có gì hấp dẫn mà khiến cho mình không sử dụng iPhone nữa mà lại sử dụng nó, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn nhé. Chắc chắn rồi, khi mà trong tay có một chiếc gaming phone thì chẳng có ai mà tự nhiên lấy một chiếc smartphone thông thường ra để mà chơi game cả. Bởi vì dẫu sao đi nữa thì gaming phone nó cũng sẽ có những cái thứ nó gọi là khác biệt để có thể hỗ trợ cho các bạn một cái trải nghiệm chơi game là tốt hơn. Cái đầu tiên mà mình phải nói tới đó là cái cảm giác cầm nắm trên chiếc Black Shark 2 này, nó là quá tốt đi. Ví dụ khi mà các bạn chơi game trên cái chiếc máy iPhone này của mình, mình chơi game trên chiếc iPhone này của mình đi, thì mình sẽ phải ốp lên những ốp lưng, bởi vì nếu như chỉ cầm trơn đơn thuần như này thôi thì nó sẽ rất là trơn và cũng như là nó cảm giác nó cầm nó hơi hụt hụt tay kiểu gì ấy. Còn nếu như ốp lưng vào thì nó sẽ làm cho cái khả năng tản nhiệt của chiếc máy bị ảnh hưởng, và trong quá trình sử dụng mà nó nóng lên thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cái trải nghiệm chơi của bạn trên chiếc máy. Nhưng mà với chiếc Black Shark 2 này thì không, bản thân nó đã được thiết kế một cách hầm hố để cho game thủ có thể cầm nắm một cách dễ dàng, và như vậy thì khi mà các bạn chơi game không nhất thiết là các bạn phải đeo ốp lên, từ đó nó sẽ mang lại cho cái chiếc máy này một khả năng tản nhiệt cực kỳ tốt, nó sẽ không bị ảnh hưởng đến cái hiệu năng của máy trong quá trình chơi nữa. Và cái thứ hai đó là các bạn thấy ngoài cái vẻ hầm hố ở trên mặt lưng này thì chiếc máy cũng sẽ có những đường bo cong mềm mại nhất định để cho các bạn có một cảm giác cầm nắm là tốt nhất. Và nói chung là về cái cảm giác mà cầm khi mà chơi game chiếc máy này mà mình xoay ngang ra thì nó quá là tốt, phải nói là cầm nắm quá sướng. Cái điểm tiếp theo mà khiến cho mình chuyển qua chiếc Black Shark 2 này để chơi game đó là về hiệu năng của nó. Nếu mà so về hiệu năng của con chip Snapdragon 855 này thì chắc là nó cũng sẽ xem xem với hiệu năng của chip Apple A11 Bionic hoặc là A12 Bionic. Cùng với đó thì chiếc Black Shark 2 cũng sẽ có một bộ nhớ RAM ấn tượng, đó là 8GB. Wow, 8GB RAM cùng với con chip Snapdragon 855 thì các bạn cứ yên tâm về hiệu năng chơi game của nó đi. Nhưng mà hiệu năng chưa phải là tất cả, chưa phải là những thứ mà chiếc máy này mang lại cho mình được sự khác biệt, mà nó đến từ cái độ ổn định khi mà chúng ta chơi game. Ví dụ ở đây thì mình chơi một số tựa game như là Modern Combat 5, mình chơi Liên Quân, cũng như mình chơi PUBG, nhưng mình sẽ lấy mẫu đó game PUBG ra để show cho các bạn xem về cái FPS của nó ổn định đến như thế nào. Thì ở đây mình dùng tool Game Bench để có thể là đo được cái FPS trung bình trong cái quá trình mình chơi. Trận đầu tiên thì mình chơi được 9 phút 3 giây và cái FPS trung bình của nó là 59 FPS. Và các bạn sẽ thấy đoạn đầu tiên này thì mình để nó là ở 40 FPS, bởi vì mình cái độ mượt mình để nó ở cực cao thôi. Nhưng mà khi vào trong game thì mình chuyển nó sang độ mượt là cực độ thì các bạn sẽ thấy đó, FPS cực kỳ ổn định ở mức 60, thỉnh thoảng thì nó mới rớt xuống khoảng tầm là 58, 57. Nhưng mà cái hiện tượng tụt sâu xuống như kiểu là 4x là không hề có, và thỉnh thoảng nó cũng nhảy lên tầm 61, 62. Thì đây là một cái điểm mình đánh giá rất cao về hiệu năng của Black Shark 2, nó mang lại cho mình một trải nghiệm rất là ngon lành khi mà chơi game. Và chuyển sang trận thứ hai, đây là trận thứ hai thì mình chơi nó trong 3 phút 43 giây thì mình chết rồi, nó không nói làm gì. Tiếp theo ở đây mình có một trận chơi đâu đó cũng khá là dài dài đấy, nhưng mà mình không để ý cho lắm, như là mình xóa lộn nó mất rồi. Đúng rồi, mình xóa lộn mất rồi. Nhưng nói chung về cái trải nghiệm chơi game chơi trên máy này với hiệu năng của nó là quá là ổn định. Nhưng mà nó sẽ có một thứ khác biệt nữa, đấy là chúng ta sẽ có Shark Space. Với những chiếc máy thông thường khi các bạn chơi game thì chắc chắn cũng đã có đôi lần khi mà các bạn đang chơi bị làm phiền bởi những cái thông báo rồi. Nhưng với Shark Space khi mà các bạn chuyển vào nó thì nó sẽ tắt tất cả những cái tác vụ khác đi để có thể tập trung cái hiệu năng vào việc chơi game, cũng như là nó sẽ giúp các bạn tập trung hơn trong việc chơi game, không bị ảnh hưởng bởi những cái thông báo, không thông báo những cái cuộc gọi bên ngoài. Thì đó cũng là một cái trải nghiệm khác biệt mà chiếc Black Shark 2 này nó mang lại. Nhưng mà nó còn làm được nhiều hơn thế. Với Black Shark 2 các bạn sẽ không cần phải cài những tool bên ngoài vào, các bạn cũng có thể đo được FPS mà cái chiếc máy mang lại. Ví dụ như ở đây thì nó đo được, hiện tại nó chưa có chuyển động gì cả, vẫn chỉ 2 FPS 1 FPS này. Độ nhiệt độ chúng ta đang có là 30 độ C và cái xung GPU đang chạy là bao nhiêu, thì từ đó nó sẽ mang lại cho bạn một cái nhìn trực quan hơn về cái hiệu năng của máy mà không cần phải cài đến những ứng dụng bên thứ ba. Cái ứng dụng nó nổi tiếng nhất bây giờ đó là Game Band, nhưng các bạn sẽ phải bỏ ra khá nhiều tiền để mua, 750 đô. Ngoài hiệu năng tốt và những thứ hỗ trợ chúng ta chơi game như kiểu là chặn lại cuộc gọi hay là những thông báo rồi tắt cái tinh thăng thương kinh tinh, thì chiếc máy này cũng sẽ mang lại cho mình một trải nghiệm khác hoàn toàn so với chiếc máy thông thường nữa, đó là về tính năng nó giống như kiểu là multi task ấy, nhưng mà ở đây nó hình như multi task hay cái gì á, nó giúp cho mình có một trải nghiệm hoàn toàn mới trong cái tựa game PUBG Mobile như thế này. Ví dụ như khi các bạn chơi bằng như trên máy thông thường thì các bạn sẽ phải sử dụng những nút gắn bên trên ở đây, hoặc là điều khiển và cũng như bắn bằng cái nút ở ngay đây. Nhưng với chiếc máy này thì các bạn không cần đến nó nữa.
Các bạn sẽ chỉ cần thiết lập ở ngay bên trong đây. Mình sẽ mở ra một ví dụ nhé. Ngoài trời đang mưa nên nếu mà cái tiếng mưa có vào thì bạn cũng sẽ thông cảm cho mình, bởi vì phòng mình nó không cách âm hoàn toàn được. Mình sẽ tùy chỉnh ở bên trong đây. Mình để cái nút bắn ở trên đây và mình sẽ kéo cái nút ngắm lên bên trên đây và sẽ không để cái nút ngắm ở đấy nữa. Đây, nút ngắm ở đây. Và sau đó thì mình sẽ mở cái multitask lên và mình sẽ tối ưu cái nút này. Ví dụ như đây là điểm R, khi mà mình nhấn mạnh ở đây, giống như kiểu sử dụng 3D task rồi các bạn. Khi mình nhấn mạnh ở điểm này thì nó sẽ kích hoạt cái nút R trên đây. Và khi mình nhấn mạnh ở điểm L thì nó sẽ kích hoạt cái nút ngắm ở trên đây. Và khi mình đã thiết lập xong rồi, mình sẽ chỉ cần tắt ở đây. Mình lưu lại cái reset này của mình và sau đó mình sẽ thoát ra mình bắn. Thì bạn sẽ thấy ở ngay đây mình đang demo cho các bạn thử một đoạn. Ví dụ như mình bấm ở bên trái thì nó sẽ là mở ngắm này, và sau đó mình sẽ nhấn mạnh ở bên phải nó sẽ là bắn. Một trong những thao tác mà mình thấy nó cực kỳ nhanh, giúp cho mình có thể là dễ dàng hơn trong việc là bắn PUBG Mobile. Nó giúp cho mình bắn một cách dễ dàng hơn mà không cần phải gắn nút, không cần phải gắn các thiết bị gọi là chuyên dụng bên ngoài hay là các thứ. Nói chung rằng là trải nghiệm trên Black Shark 2 chơi game mang lại cho mình là cực kỳ tốt. Và đó chính là lý do tại sao mà mình lại rời xa những chiếc iPhone và sử dụng chiếc máy này để chơi game. Và theo bản thân mình thấy, phân khúc 11 triệu dành cho chiếc Black Shark 2 này là một mức giá cực kỳ ngon. Mình phải nhấn mạnh đó là cực kỳ ngon mà các bạn có thể sở hữu một chiếc gaming phone giá rẻ. Còn về việc là màn hình của nó không được 90Hz thì cũng là điều bình thường mà thôi. Các bạn thử tìm cho mình một cái chiếc máy nào đó trong phân khúc tầm giá 10 triệu này có màn hình 90Hz đi, hoặc là tầm 16 triệu mà có 90Hz đi. Đấy, thì lúc đấy thì các bạn mới có thể là so sánh và chê màn hình của Black Shark 2 được. Còn nếu như cái màn hình của nó trong tầm giá như thế này và nó mang lại những trải nghiệm như thế này thì nó đã là quá ngon cho các bạn có thể sử dụng rồi. Và trên đó là những chia sẻ của mình về chiếc Black Shark 2, tại sao mình lại chuyển sang chơi game trên Black Shark 2 chứ không còn là những chiếc máy kia nữa. Và các bạn thấy sao về chiếc máy này, xin một comment để lại cái cảm nhận của bạn, và cũng như là bạn nào đã chơi game trên nó rồi thì hãy để lại ý kiến của bạn ở phía dưới phần bình luận của video này nhé. Và đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Game Việt Nam để cho chúng ta có thể gặp nhau trong nhiều video hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.